Xin chào toàn thể anh em và các bạn đã quay trở lại với kênh Huỳnh Đức TN Vlog nha. Thì hôm nay là ngày 30 Tết, là ngày cuối cùng của năm 2020 rồi. Còn có mười mấy tiếng nữa thôi là mình sẽ bước qua năm 2021. Thì hôm nay mình làm cái video này. Trước tiên là xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể anh em và các bạn đã luôn yêu thương và ủng hộ shop phụ kiện ná cao su Tây Ninh Sling Shop Shop và YouTube trong suốt cái thời gian vừa qua. Thì trong suốt cái thời gian vừa qua đã nhận được rất là nhiều sự yêu thương của anh em từ mọi miền trên tổ quốc. Thì bên cạnh đó thì shop cũng có những cái sơ suất. Thì qua cái video này mình cũng mong là toàn thể anh em và các bạn yêu thương shop thì hãy bỏ qua những cái sơ suất đó cho shop ha. Và cho mình thì tiếp theo là mình xin gửi cái lời chúc đến toàn thể anh em và các bạn, chúc toàn thể anh em và các bạn có một cái năm mới thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe, gia đình thì hạnh phúc, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng và năm mới phát tài ha. Thì mong rằng qua năm 2021 sẽ lại nhận được những cái sự yêu thương của anh em. Và bên cạnh đó shop sẽ cố gắng khắc phục để hoàn thiện mình hơn, để phục vụ tốt cho anh em và mang đến những cái sản phẩm tốt nhất đến tay anh em chơi và những cái dịch vụ tốt hơn nữa. Thì giờ mình cũng không biết nói gì nữa. Xin chúc toàn thể anh em và các bạn có một năm mới thật là nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng và năm mới phát tài.